đây là bài tập đọc thứ bảy hãy đọc to từ số một boat từ số hai note từ số ba not hãy đọc số bốn lưu ý rằng toàn bộ tên phố được viết hoa it's not on east street It's not on East Street. Sonam. No, we won't go. So I dote on him. Sobai. White oaks don't grow fast. Từ số 8 có một âm mới, hãy nghe và nhắc lại. But. But. Hãy thử đọc từ số 9. Cup. Số 10. Fill it up. Số 11 hundred Số 12 We must eat. Hãy xem số 13. Hãy nhắc lại theo người Mỹ. A lot. A lot. Từ thứ nhất là ở thường được phát âm như nguyên âm trong các từ must, but âm này rất thường gặp trong tiếng anh và có nhiều cách viết số mười ba cho đến số hai mươi đều có ít nhất là một âm ờ uh. đấy hoàn toàn là những từ bạn đã học hay sẽ học trước khi kết thúc loạt bài này trước hết bạn hãy đọc lại số mười ba uh. bây giờ bạn hãy thử đọc số mười bốn Some tea. Some. Số mười lăm. Come in. Come. Số mười He needs money. Money. Số mười bảy. Does she see him? Does Bạn có nhận thấy ba âm khác nhau được biểu thị bằng con chữ s không? Hãy đọc lại số 17. Does she see him? Bây giờ, bạn hãy thử đọc số 18. Từ thứ ba bắt đầu bằng âm the We like the wine. The. Số mười chín. Is he your husband? Husband. Hãy thử đọc số hai He's American. Bài tập đọc thứ bảy. đến đây là hết